Hôm qua ngày 1 tháng 6, có 14 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Việt Nam không có ca bệnh mới, chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính. Bệnh nhân phi công người Anh phổi đã cải thiện thêm và chức năng thận đã hồi phục. Cập nhật mới nhất của Bộ Y tế chiều ngày 1 tháng 6 cho biết, vừa có thêm 14 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu được điều trị khỏi, gồm các bệnh nhân 316, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 288 và 313. Tính đến ngày 1 tháng 6, đã có 293 trên 328 bệnh nhân ghi nhận từ đầu mùa dịch khỏi bệnh, 35 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 18 người, tức 6% còn dương tính, số còn lại đã âm tính từ 1 đến 2 lần và sẽ sớm được ra viện trong vài ngày tới. Việt Nam sắp bước vào giai đoạn không còn bệnh COVID-19. Về bệnh nhân nặng nhất, bệnh nhân 91 phi công người Anh, Bộ Y tế cho biết thêm tin vui, phổi bệnh nhân cải thiện thêm và chức năng thận đã hồi phục tốt. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều ca bệnh nữa sẽ được xuất viện và toàn công dân trên lãnh thổ Việt Nam ai cũng đang mong chờ ngày cả nước công bố không còn bệnh nhân nhiễm COVID-19. Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi người cần có ý thức hơn trong vấn đề phòng chống dịch và không nên chủ quan nhé.